Hiệp hội Nữ Doanh nhân thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh. Với chủ đề trao giá trị tạo thành công, Đại hội đã tập trung đánh giá tổng kết những kết quả đạt được của nữ doanh nhân Đà Nẵng trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng chương trình mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ đến. Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Nữ Doanh nhân thành phố Đà Nẵng đã tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế của Hiệp hội trong cộng đồng doanh nghiệp và thành phố, chủ động xây dựng nhiều chương trình hội thảo, các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hội viên, nâng cao kỹ năng điều hành doanh nghiệp, duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm đời sống cho trên 30.000 lao động. Hiệp hội cũng đã tham gia đối thoại chính sách với lãnh đạo thành phố, tập hợp phản ánh kiến nghị của hội viên lên lãnh đạo thành phố, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, huy động hơn 3 tỷ đồng để thực hiện các chương trình thiện nguyện. Với những thành tích đạt được, Hiệp hội Nữ Doanh nhân thành phố Đà Nẵng đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý. Riêng dịp này, Hiệp hội đã vinh dự nhận được cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ và được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng cờ ghi nhận 10 năm thành lập Hiệp hội 2010-2020. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao vai trò và sự đóng góp của Hiệp hội Nữ Doanh nhân thành phố Đà Nẵng, đồng thời mong muốn các nữ doanh nhân tiếp tục phát huy bản lĩnh trí tuệ, đổi mới sáng tạo, đột phá tư duy kinh doanh, tận dụng các lợi thế trong hội nhập, theo đuổi đến cùng khát vọng làm giàu cho chính mình và đóng góp nhiều hơn cho thành phố, xác định thành công của doanh nghiệp chính là sự phát triển của thành phố. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành, sát cánh và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phát triển.